Của triển lãm này là dòng chảy, và nhiều tác phẩm trong triển lãm này cũng là dòng chảy, là đất mẹ là đó. Thì Ngô Thanh Hùng quê ở Nghệ An, anh chọn Đà Nẵng làm quê hương thứ hai, lập nghiệp sinh sống ở đó. Thì cái đất miền Trung mà trải qua những cái năm tháng bão lụt thì nó trở thành một cái đặc sản rồi, nó trở thành một cái gọi là cái bản sắc của miền Trung là bão lụt. Thì những cái dòng chảy đó đó, dòng chảy Phù Sa, cái những cái dòng nước đó, những cái trầm tích đó, những cái nói chung cái quặng chảy đó, thì chúng ta có thể thấy trong tranh, bề mặt tranh của Ngô Thanh Hùng. Chúng ta thấy loáng thoáng đây đó là những cái bãi phù sa sau khi dòng chảy đã đi qua. Trong cái bãi phù sa nó có nhiều mất mát, có nhiều tang thương, có nhiều đánh đổi, nhưng cũng là nhiều cái cơ hội, những cái mầm sống. Nếu mà chúng ta gọi là về tính tư tưởng thì rõ ràng một dòng chảy nó sẽ xóa nhòa đi một vài cái cũ, nhưng nó cũng là một cái nơi sẽ sinh sôi ra những sự sống mới, những cái điều điều mới. Thì tôi nghĩ cái vẻ đẹp của Phù Sa là một cái vẻ đẹp, nó có hai mặt. Thì cái vẻ đẹp của tranh của Ngô Thanh Hùng cũng là cái vẻ đẹp mà nó diễn tả được các cái dòng chảy trong trong cuộc đời và trong cuộc sống. Thì khi tôi gặp tranh của Ngô Thanh Hùng tại Đà Nẵng, với cái chất liệu mà ảnh gọi là mài tổng hợp này, thì tôi nhìn thấy được cái đó. Tôi rất lấy làm cảm hứng vì ảnh ở Đà Nẵng mà ảnh là chọn một cái mảng rất là hẹp của sơn mài, mà một cái chủ đề tôi cho là ngặt nghèo, bởi vì thực sự cái thị phần của cái dòng tranh này tại Đà Nẵng rất là hẹp. Nhưng mà vượt qua cái khó khăn đó thì ảnh đã mang đến một cái niềm tin cho công việc, và chính cái niềm tin nó được chia sẻ. Rất là mừng là vì ảnh chỉ có vài năm trong cái mài tổng hợp này mà ảnh đã có được những cái thành tựu về mặt tác phẩm cũng như là thành tựu về mặt kỹ thuật. Bởi vì trong công việc ảnh là một giảng viên của Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, ảnh có bạn bè đồng nghiệp làm trong cái khoa kỹ thuật vật liệu. Chính những cái người đó họ đã có những cái cố vấn giúp đỡ cho anh về mặt vật liệu, để khi anh áp dụng qua cái mài tổng hợp này, anh rút ngắn được cái khoảng thời gian. Mà nếu chỉ một mình anh tự mày mò như một họa sĩ thuần túy thì nó sẽ còn mất thời gian rất là nhiều. Thế thì rõ ràng là ở đây khoa học và kỹ thuật đã kết hợp với nhau để cho ra một cái hiệu ứng tốt nhất mà chúng ta có thể hiểu được. Nó khác với các tiền bối của anh là chỉ có nghệ thuật đưa mình đi, và chúng ta đi trong mù mờ vô định, bởi vì chúng ta chưa có quá trình để trải nghiệm. Còn riêng cái vật liệu mà anh Ngô Thanh Hùng áp dụng ở đây thì nó đã có ngành xây dựng trải nghiệm rồi, có nghĩa là cái năm tháng trong ngành xây dựng, các cái thù nghịch trong ngành xây dựng nó đã chứng minh đây là một vật liệu nó có cái độ bền, có cái độ tương thích với môi trường. Thì bây giờ áp dụng qua tranh thì cái niềm tin về độ bền của tác phẩm trong tương lai nó có nhiều cái cơ sở thực nghiệm hơn. Chính những người như Ngô Thanh Hùng mới cho thấy rằng là cái nghệ thuật sơn mài của Việt Nam nó không hề đơn điệu như chúng ta nghĩ. Cứ sơn mài là phải cánh gián, như có phải là vàng là bạc. Nhưng cái sơn kỹ thuật mài của Việt Nam nó rất là đa dạng, và nó cho thấy rằng là trong tương lai nếu có những họa sĩ tìm tòi khác thì chúng ta vẫn có thể có những thể loại hay là những kỹ thuật sơn mài khác để mang đến cái sự đa dạng và độc đáo thêm cho sơn mài Việt Nam.